Ở đây con hỏi lại. You know how to say English? English. Yeah. I know English. Không biết tiếng Anh. Oh, my first thing is all of them. Thầy định nói thằng này không biết tiếng Nhật, tiếng Anh. Thằng này nó chảy lời, nó nói nó biết tiếng Anh mà. Thì con nói tiếng Anh đi, con nói đi. Con kêu bạn kìa. I love you. You know how to go English? You know how to go English? English? Yeah. English. 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 Yeah. He can talk a little bit. You can talk Chinese. Chinese. Mẹ nói tiếng Mỹ với bạn vậy? Tiếng Mỹ là English. Tiếng Mỹ là English. Mẹ Mỹ. Đi tè. How are you? Bạn trả lời rồi, bạn trả phai Thanh Kiều rồi. Hỏi khác đi, có gì đó hỏi hoài. I love you so much. You don't know how to talk English. He say he love you so much. Yeah. You love him. Amy, do you love him? I love him too. I do. I love you so much. I love you. Mệt. Rủ bạn ra chụp hình.